có 3 dấu hiệu này phải thay ngay, giữ lại chỉ gặp đại họa chết bất đắc kỳ tử. Từ xa xưa, bát hương luôn là nơi thể hiện sự chu đáo của gia đình, con cháu trong việc thờ cúng và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông bà tổ tiên. Tuy nhiên, khi phát hiện ra những dấu hiệu này, bạn cần phải thay ngay tức khắc nếu không muốn mất tài lộc và đen đủi cả năm. Mời các bạn nhấn đăng ký kênh Hướng Dương Xanh để ủng hộ cho chúng tôi ra những clip tiếp theo các bạn nhé. Dấu hiệu thứ nhất, bát hương bị xê dịch. Bát hương thường được đặt chính giữa của bàn thờ, tuyệt đối trong một năm không được xê dịch tùy tiện, kẻo gia đình sẽ gặp đại họa xui xẻo ập đến. Bạn nên chú ý đến cuối năm thay bát hương, cần phải dùng bàn tay sạch sẽ để thay. Chân hương sau khi dọn, mang ra hồ, mang ra sông, bỏ đi hoặc là đốt đi. Phải giữ lại số chân hương là lẻ, điều này sẽ khiến cho gia đình an yên, tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc quanh năm. Dấu hiệu 2, bát hương bị đặt trong chênh. Như đã nói ở trên, bát hương là vật linh thiêng nên cần phải cố định. Bạn không nên liều lĩnh đặt bát hương trông chênh, lệch sang bên trái hay là bên phải. Dấu hiệu 3, bát hương làm bằng đá. Bát hương làm bằng đá là điều tối kỵ nhất bởi vì chất liệu này chỉ phù hợp ở miếu, ở chùa chứ không phù hợp với bàn thờ trong nhà. Nếu gia chủ cố tình sử dụng chất liệu này thì rất có thể tài lộc trong nhà sẽ bị mang đi hết. Một số lưu ý khi thờ tự để tránh tán lộc. Không đựng cát trong bát hương. Nhiều gia đình đã đổ cát vào trong bát hương để cắm nhang mà không thể ngờ đây là một quan niệm sai lầm. Phong thủy quan niệm cát là thứ bụi bặm ô uế nên để trong vật linh thiêng như bát nhang thì gia chủ khó mà tránh khỏi tai ương và xui xẻo. Tốt nhất gia chủ nên lấy cho đun bếp được, đun bằng rơm bỏ vào trong, như vậy mới đầy đủ, vui vẻ và hạnh phúc. Không đặt hoa giả, quả giả. Bàn thờ nếu đặt những vật giả sẽ không thông thoáng và thanh tịnh. Việc thờ cúng quan trọng tại cái tâm, nên dù ít hay dù nhiều thì cũng nên dùng đồ thật để bày tỏ. Bạn cũng không được đặt hoa héo hay là hoa khô trên bàn thờ, vì như vậy sẽ khiến mọi người trong nhà gặp điều xui xẻo, công việc bất lợi. Không nên mang cành vàng lá ngọc đặt lên bàn thờ. Nhiều người đi lễ hay mua những cành vàng lá ngọc, đồ hàng mã rất đẹp để dâng cúng, rồi lại xin lộc mang về nhà trưng bàn thờ. Điều này là không nên. Ở chùa thường có các phong hồn lang thang đến ăn mày cửa Phật. Có thể phong nào đó sẽ bám vào những cành vàng lá ngọc để theo bạn về nhà. Nếu đã mua những cành vàng lá ngọc đó dâng lên, công đức rồi thì sau đó nên hóa đi. Bàn thờ và bát hương phải luôn sạch sẽ. Nên nhớ bát hương và bàn thờ lúc nào cũng cần phải sạch sẽ. Thường xuyên lau dọn bàn thờ, nhất định không được để những thứ đồ linh tinh trên bàn thờ ảnh hưởng tới chốn linh thiêng. Ngày Tết đốt nhiều hương cũng cần phải lau dọn, đừng để cho bàn thờ quá bụi bặm ảnh hưởng tới vận may và tài lộc trong gia đình. Cần bao nhiêu bát hương trên bàn thờ gia tiên? Trên bàn thờ gia tiên thường sẽ bày ít nhất là 2 bát hương trên bàn thờ, một thần linh, một thờ gia tiên. Cùng có gia đình chỉ bày 1 bát hương, do là khi xây nhà, họ đã mượn tuổi, chưa đổi về gia chủ đúng trên giấy tờ, hoặc là có thể gia đình quyết định chỉ thờ chung với nhau. Lại có nhà bày đến 4 bát hương, họ tách ra, thờ riêng bát hương cho tổ cô, bát hương cho ông mãnh. Theo quan niệm và tín ngưỡng lâu đời, các gia đình sẽ thường bày bát hương ứng với số lẻ 3, 7 và 12, và gặp nhiều nhất là 3 bát hương, sẽ sắp xếp thứ tự, bát hương thờ tổ cô, ông mãnh đặt ở bên trái, thờ thổ công thần linh ở giữa, thờ gia tiên ở bên phải là đầy đủ. Cũng có nhiều gia đình đặt quá nhiều bát hương trên bàn thờ gia tiên, thờ đầy đủ tổ tiên, ông bà, cụ kỵ, bố mẹ, bà cô, ông mãnh, khiến cho bàn thờ bị quá tải, bày không đúng cách sẽ không tận dụng được sức mạnh từ tâm linh theo quan niệm. Chưa kể cũng có nhà, trong bát hương không ghi rõ cho cốt thờ ai, khiến cho tổ tiên, thần linh không có chỗ để về ngự, vô tình khiến cho gia đình phạm lỗi không đáng mắc phải.